Không khí chính là lượng chất khí luôn bao quanh chúng ta. Không khí không có màu, không mùi, không vị. Đây là một yếu tố quyết định sự sống của con người cũng như toàn bộ sinh vật sống trên trái đất. Trong đó, lớp không khí chủ yếu mà mọi sinh vật sử dụng là phần không khí bao quanh mặt đất với độ dày từ 10 đến 12 km.